Bà xã Hồng Đăng có bài đăng ẩn ý gây xôn xao giữa lúc nam diễn viên gặp scandal tại Tây Ban Nha. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, trong lúc dân tình tò mò về động thái của Hồng Đăng thì bài đăng của vợ nam diễn viên khiến dân tình hoang mang. Những ngày gần đây, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đang là hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt. Theo đó, vào đầu tháng 7, cư dân mạng bất ngờ bàn tán nhau về hai nghệ sĩ Việt bị bắt vì cáo buộc xâm hại tình dục một cô gái người Anh chỉ mới 17 tuổi tại Tây Ban Nha. Sẽ không có gì gây tranh cãi nếu như Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đang có chuyến du lịch, công tác tại đúng địa điểm này và có nhiều điểm tương đồng được cộng đồng mạng phát hiện giống với hai nghệ sĩ Việt bị bắt. Ngay lập tức cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều bị công chúng cho vào diện nghi vấn dù chưa có thông tin xác thực. Tuy nhiên, tiếp sau đó VTV đã có động thái cắt sóng toàn bộ những hình ảnh của Hồng Đăng trên phim hoặc là những chương trình có sự xuất hiện của anh này. Bên cạnh đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng đã đình chỉ hoạt động với Hồ Hoài Anh. Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã cho biết hiện tại Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đang ở Tây Ban Nha đã bị tịch thu hộ chiếu và cũng đã có luật sư để tham gia bào chữa cho sự việc lần này. Như vậy đã ngầm khẳng định Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đích thị là hai nhân vật chính trong drama lần này chứ không phải là ai khác. Và hiện tại cộng đồng mạng cũng đang rất chờ đợi liệu rằng sự việc đã đi tới đâu rồi. Và trong khi dân tình đang tò mò về động thái của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, trong khi Hồng Đăng đã mở lại Facebook nhưng lại nhanh chóng đóng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, thì mới đây bà xã Hồng Đăng bất ngờ có bài đăng trên trang cá nhân. Sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc, đừng nản lòng hãy cố lên, vợ Hồng Đăng chia sẻ. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau khi khóa bình luận tài khoản cá nhân khi chồng vướng nghi vấn tại Tây Ban Nha. Dưới bài đăng, nhiều khán giả Việt để lại bình luận động viên bà xã Hồng Đăng khi nam diễn viên vướng scandal. Cố lên chị ơi, sau cơn mưa trời lại sáng. Con đường vừa đi vừa mệt mỏi là con đường lên dốc. Cố gắng chị ơi, mọi người vẫn bên chị. Khóc một chút cho nhẹ lòng rồi ngẩng cao đầu bước tiếp nhé. Cố gắng lên chị nhé. Ngay sau khi bị công chúng cho vào diện nghi vấn, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đồng loạt khóa mạng xã hội, tuy nhiên vẫn chưa có phản hồi chính thức về ồn ào. Mới đây nhất ngày 16 tháng 7 thì dân tình phát hiện cả Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã có động thái mới, đó là mở lại trang cá nhân, trước đó bị khóa. Riêng diễn viên Hồng Đăng hiện đã khóa trang cá nhân trở lại sau khi bị nhiều người chú ý. Động thái mập mờ này của Hồng Đăng giữa ồn ào càng khiến người hâm mộ tò mò về việc giải quyết bê bối của hai nam nghệ sĩ tại Tây Ban Nha. Hiện tại những thông tin mới về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được dư luận cũng như là khán giả trong nước rất quan tâm. Rồ clip Hồng Đăng vô tư đi hát karaoke giữa ồn ào ở Tây Ban Nha với Hồ Hoài Anh, sự thật gây bức xúc. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, trong lúc Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh còn chưa lên tiếng về nghi vấn vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha, nhiều thông tin về hai nam nghệ sĩ liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Suốt gần một tháng qua, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh trở thành hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Nguyên nhân bởi hai nam nghệ sĩ bị nghi ngờ dính vào vụ hãm hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Cơ quan chức năng, nước sở tại vẫn chưa công bố danh tính hai nhân vật bị điều tra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông báo Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã bị tịch thu hộ chiếu và hiện tại đã có luật sư để vào cuộc cho sự việc này. Bên cạnh đó, Hồ Hoài Anh đã bị đình chỉ công tác tại Học viện Âm nhạc, Hồng Đăng thì bị cắt sóng trong phim Thương Ngày Nắng Về và tất cả những chương trình có mặt của nam diễn viên này. Chưa hết, ngày 1 tháng 7 vừa rồi, Lưu Hương Giang và con gái cũng đã trở về nước, còn Hồ Hoài Anh thì vẫn ở Tây Ban Nha. Như vậy, thông qua tất cả những sự việc này thì 99% Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chính là hai nhân vật trong sự việc hot nhất ở Tây Ban Nha chứ không phải là ai khác. Tất nhiên hiện tại Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chưa lên tiếng về cáo buộc của dân mạng Việt Nam. Dù vậy, họ vẫn là mục tiêu của hàng loạt công kích vì dù gì hai người này cũng là hai người nghệ sĩ có tiếng tại Việt Nam. Và qua sự việc này, họ đã làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam trong mắt của công chúng bạn bè quốc tế, hơn nữa còn làm mất đi đạo đức của một người nghệ sĩ. Giữa tình cảnh đó, mới đây cư dân mạng lan truyền đoạn clip liên quan đến Hồng Đăng. Đó là clip nam diễn viên đi hát karaoke với một cô gái lạ mặt. Cả hai song ca bài hát Trái Tim Không Ngủ Yên dạt dào tình cảm. Phía dưới là đám đông khán giả cổ vũ, nhiều người giật mình sửng sốt cho rằng Hồng Đăng đã âm thầm về nước hoạt động trở lại mà không công khai với công chúng. Thêm một số lý do khiến mọi người càng thêm tin vào nghi ngờ là bởi cách đây vài ngày Hồng Đăng đã âm thầm mở lại trang cá nhân Facebook rồi lại đóng ngay sau đó. Tìm hiểu về đoạn clip Hồng Đăng hát karaoke đang được lan truyền mới biết đây là clip đã có từ 9 năm trước. Thời điểm này vì nam diễn viên vướng ồn ào nên một số cá nhân đã khơi lại để câu view câu like.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hồng Đăng là nạn nhân của trò treo đầu dê bán thịt chó này. Không chỉ anh mà Hồ Hoài Anh cũng chịu chung tình cảnh. Theo một số khán giả, cách tốt nhất để Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh không bị tin giả, tin đồn vô căn cứ, làm phiền là lên tiếng nói rõ sự tình. Suốt gần một tháng qua, công chúng vẫn luôn chờ họ ra mặt, nhưng chưa nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Trong một diễn biến có liên quan, dù sự việc của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh chưa có kết luận cuối cùng, nhưng hai nam nghệ sĩ đã chịu khá nhiều thiệt hại lớn. Trong đó, đáng kể nhất là việc họ bị hàng loạt nhãn hàng, đối tác gỡ quảng cáo. Không chỉ vậy, rất nhiều khán giả quay lưng với hai nam nghệ sĩ, thậm chí tuyên bố tẩy chay họ nếu như ồn ào tại Tây Ban Nha là có thật. Hoa hậu Nông Thúy Hằng, 23 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, sau ồn ào PA cho web đen và cặp kè đại gia đã có vợ, chuyện học vấn của Nông Thúy Hằng tiếp tục nhận được sự quan tâm. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây chú ý về tân hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng. Theo đó, xuất hiện trong một talk show, người đẹp dân tộc Tây thẳng thắn tiết lộ lý do chưa thể tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân dù đã 23 tuổi. Cô bày tỏ, lý do tôi chưa tốt nghiệp là vì chưa đủ chứng chỉ tin học. Khoa tôi theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu chứng chỉ tin học và chứng chỉ tiếng Anh. Tôi đã đủ chứng chỉ tiếng Anh nhưng vẫn chưa có chứng chỉ chương trình tin học quốc tế và tôi vẫn đang học trau dồi để hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế để có thể tốt nghiệp ra trường. Sau khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng liên tiếp vướng phải nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Ngoài nghi vấn chiều cao ảo, chỉ có 1m68 nhưng cuộc thi lại nâng lên thành 1m72, là một trong 5 người lùn nhất của top 5. Người đẹp cũng bị tố từng quảng bá web 18 cộng trên TikTok hay là vướng tin đồn cặp kè đại gia đã có vợ. Trước loạt ồn ào bủa vây thì Nông Thúy Hằng chọn cách đối diện thẳng, tuy nhiên trả lời có như không. Theo Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, video clip cô chia sẻ trên TikTok chỉ là hình ảnh của bản thân và dòng chú thích copy trên mạng dán vào với mục đích là đùa vui, hoàn toàn không tuyên truyền nội dung đồi trụy. Thưa quý vị, dòng caption như chúng tôi đã cập nhật đến quý vị rằng Nông Thúy Hằng đã từng đăng tải, tân hoa hậu đã viết rằng đây là list web hay các địa chỉ xem phim 18 cộng uy tín chất lượng, mọi người thử nhé. Thưa quý vị, dòng trạng thái như vậy mà bảo là đăng cho vui hay sao? Ngoài ra, hoa hậu còn khẳng định luôn rất giữ gìn đời tư, hình ảnh của bản thân và các mối quan hệ của cô rất trong sạch. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7 thì ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 cũng đã có phản hồi với truyền thông về ồn ào trên mạng của tân hoa hậu. Khi các bạn là một hoa hậu rồi thì các bạn phải ý thức hơn rất nhiều. Thời điểm các bạn chưa phải là hoa hậu, chưa phải là người của công chúng, đôi khi các bạn còn trẻ, thích chơi TikTok, đăng vui, đăng đùa gì đấy. Nhưng khi đã là hoa hậu, chắc chắn các bạn phải ý thức và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Những chuyện quá khứ 2-3 năm trước thì phải dẹp sang một bên. Và bây giờ khi đã nhận một nhiệm vụ mới thì phải rất kỷ luật, phải đóng góp cho cộng đồng xã hội. Trưởng ban tổ chức diễn viên Trương Ngọc Ánh cho hay. Thưa quý vị, và trước hàng loạt những ồn ào kèm theo những bằng chứng thì Nông Thúy Hằng không được cử đi thi Hoa hậu trái đất mà thay vào đó là Á hậu 2 sẽ được đi thi Hoa hậu trái đất. Như vậy đủ để thấy Nông Thúy Hằng thật sự chẳng xứng đáng với danh xưng Hoa hậu một chút nào.